hành động đẹp của nam thanh niên khi phát hiện gần 100 triệu đồng bị bỏ quên ở cây ATM. Sáng 22 tháng 3, Công an phường Bắc Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng đã tổ chức trao trả số tiền 99,5 triệu đồng cho một người dân bỏ quên tại cây ATM. Trước đó, 19 giờ 30 phút ngày 2 tháng 3, anh Nguyễn Văn Sơn, 23 tuổi, ở tổ 19 phường Lãm Hà, quận Kiến An đến rút tiền tại cây ATM ngân hàng quân đội trên đường Lê Duẩn, phường Bắc Sơn, thì phát hiện tại vị trí cửa nhã tiền của cây ATM có rất nhiều tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng rơi rải. Không rõ số tiền trên là của ai, anh Sơn đã gom lại rồi nhanh chóng mang toàn bộ số tiền này đến công an phường Bắc Sơn trình báo, giao nộp và nhờ cơ quan công an tìm, chuyển lại cho người đánh rơi. Qua kiểm đếm của anh Sơn cùng công an phường Bắc Sơn cho thấy, tổng số tiền mà anh Sơn nhặt được tại cây ATM là 99,5 triệu đồng. Công an phường Bắc Sơn đã niêm phong toàn bộ số tiền tiếp nhận từ anh Sơn, đồng thời báo cáo nội dung vụ việc đến công an quận Kiến An để xác minh nguồn gốc cũng như tìm chủ sở hữu của số tiền. Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định được chủ nhân của số tiền trên là ông Phạm Văn Trí, sinh năm 1958, ở khu đô thị Cựu Diên, phường Bắc Sơn, quận Kiến An. Cụ thể, vào ngày 2 tháng 3, ông Trí có mang số tiền hơn 1,5 tỷ đồng đến cây ATM ngân hàng thương mại cổ phần quân đội trên đường Lê Duẩn để gửi vào tài khoản cá nhân. Do sơ suất, ông Trí mới nộp thành công hơn 1,4 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng, số tiền còn lại gần 100 triệu đồng chưa giao dịch thành công thì ông Trí đã kết thúc giao dịch rồi ra về. Sau đó, anh Sơn là người kế tiếp có mặt tại cây ATM này, phát hiện số tiền ông Trí vô tình để quên. Sau khi nhận được tin báo từ cơ quan công an, ông Trí đã làm đơn xin nhận lại số tiền kể trên. Sáng 22 tháng 3, đại diện công an phường Bắc Sơn đã trao trả toàn bộ số tiền cho ông Phạm Văn Trí. Ghi nhận, đánh giá cao nghĩa cử đẹp của anh Sơn, công an phường Bắc Sơn đang làm hồ sơ đề nghị công an thành phố Hải Phòng khen thưởng đột xuất cho anh. Hiền Diệp cảm ơn các bạn đã xem video Hiền Diệp chia sẻ. Hãy để lại lời bình luận cũng như là like và share, nhấn vào nút đăng ký kênh để nhận thông báo video mới mỗi ngày nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau.